Havi xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tết Cổ truyền giải đáp thắc mắc. Và ngày hôm nay, người đồng hành cùng với chúng ta trong buổi trò chuyện này chính là cô Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa. Con xin kính chào cô ạ. Con xin cảm ơn cô vì đã dành thời gian quý báu của mình cho chương trình. Và ngay sau đây, con xin được gửi tới cô một câu hỏi. Con nghĩ là vấn đề mà rất nhiều bạn trẻ ở ngoài kia cũng như là các bạn đang hoạt động kinh doanh đều mong muốn được cô giải đáp ạ. Cháu thưa cô, sang năm mới cháu dự định mở một cửa hàng và cháu cũng rất muốn đặt một bàn thờ ông thần tài ở tại cửa hàng. Nhưng khi cháu tìm hiểu thì có rất nhiều ý kiến như tượng ông thần tài phải có chữ nho dán sau lưng, trên bàn thờ phải bày đầy đủ hũ muối, hũ gạo, hũ nước. Tượng ông thần tài thổ địa cần một bài vị chữ nho bằng gương đặt ở phía sau tượng. Cháu không biết làm theo bên nào cô ạ. Cháu mong cô hướng dẫn cho cháu với. Cháu xin cảm ơn cô ạ. Con xin kính mời cô trả lời câu hỏi ạ. Kính chào các quý đạo hữu cùng các bạn. Cái phong tục mà thờ ông thần tài ấy, đối với những cái người mà kinh doanh buôn bán ấy, nó cũng xuất hiện khá lâu rồi. Thời xưa hẳn ấy thì nó không có. Ví dụ từ cái năm mà 80 trở về trước ấy, thì nó không có cái việc này nhiều. Nhưng mà sau này thì nó mới, người ta mới thờ nhiều. Vì ở miền Nam thờ cũng rất là nhiều. Và miền Bắc thì cũng là mới thôi. Mới khoảng hơn một chục năm nay thôi. Thì người ta mới thờ thần tài nhiều. Còn ở miền Nam thì thờ nhiều hơn. Ở trong miền Nam nó có những cái phố gọi là phố người Hoa ấy, rất là đông người, người ta thờ thần tài. Thế và từ đó trở đi thì cô thấy các công ty lớn của mình, các cửa hàng lớn và thậm chí là những cửa hàng nhỏ cũng thờ, và có những gia đình cũng thờ. Thế thì cái tâm lý mong muốn được giàu có, cho nên mọi người đều đi học hỏi tất cả các kiến thức, những gì làm cho mình giàu mình đều làm. Và tất cả những người kinh doanh thì hầu như không bỏ qua cái yếu tố tâm linh nếu người kinh doanh đó là người dân Việt Nam. Đấy, thì phần đa số là cũng đều hướng đến tâm linh. Và kiến thức mà thờ thần tài thì hầu như ai cũng thu lạp về để thực hành. Thế vì thế cho nên cái câu hỏi mà đưa đến chỗ Hà Vi đó là một câu hỏi chọn lựa rất là nhiều, học hỏi cũng rất nhiều. Nào là hình ông thần tài đằng sau lưng phải có gì, nào là bày lễ trên ban thần tài ra sao, rất tìm hiểu rất là chi tiết. Thế là chúng ta phải hiểu rõ là về phía tâm linh, theo quan điểm của đạo Phật thì chúng ta được sự phù hộ từ đâu. Thì trong bài kinh làm giàu, Đức Phật có dạy về cái phần tâm linh ấy, là hiến cúng cho người thân đã mất. Đấy, thì hiến cúng cho người thân đã mất đó là thể hiện cái tâm hiếu thuận. Cái điều đó là một trong những nguyên nhân làm giàu. Và cái cúng cho người thân đã mất thì gồm có hai phần, đó là phần cúng bằng vật thực, là những thức ăn chay tịnh khiến cho người thân mình với mình không có kết duyên kết nghiệp trong cái nghiệp sát sinh. Thứ nữa là biết cúng dường tam bảo, làm các việc phúc thiện hồi hướng phúc đó đến cho người thân của mình. Thì đó là đối với người thân đã mất. Còn đối với thế giới tâm linh bên ngoài, để có cái sự gia hộ ngoài gia tiên tiền tổ của mình nữa, đó là các vị thần. Các vị thần ủng hộ cũng rất là nhiều. Thì ở trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật có dạy, thì ở trong đó chúng ta có cái phần nói về các vị quỷ thần. Thì các vị quỷ vương có trả lời thế này: lũ quỷ vương chúng con, nếu thấy ai mà làm việc thiện, chúng con sẽ khiến họ làm việc thiện được nhiều hơn. Nhưng lũ quỷ vương chúng con, nếu thấy ai làm việc ác, chúng con sẽ xui khiến họ, khiến cho họ càng ngày càng ác hơn. Thì đó là cái lũ quỷ họ nói ra, quỷ vương họ nói ra cái tâm tính của những cái chúng quỷ.
Thì ở đây mình gọi là thần linh, thần tài, tất cả các thần. Nhưng trong danh từ của nhà Phật thì gọi là quỷ vương, tức là các cái loại quỷ có cái năng lực tâm linh. Thế thì quỷ người ta vốn dĩ cái nghiệp duyên của họ là như thế. Nếu họ thấy ai làm việc thiện thì họ sẽ xui khiến, khiến người đó làm được việc thiện nhiều hơn. Còn nếu ai làm việc ác thì chúng sẽ xui khiến người đó làm việc ác nhiều hơn. Bởi vậy cho nên con người vẫn có tính chất làm chủ. Đấy, cái tâm tính của con người đều có tính chất làm chủ. Ví dụ như chúng ta khởi ý đầu tiên là khởi ý thiện, thì những cái việc thiện sau ấy, chúng ta sẽ có một sự tác động của các cái chúng quỷ thần này. Chúng ta gọi là chư thiên chư thần, cả chư thiên họ cũng thế, cả chư thần họ cũng thế. Cho nên chúng ta dùng cái từ nó nhẹ nhàng phù hợp với lại người Việt Nam mình, đó là chư vị thần linh. Chứ chính họ trong danh từ của nhà Phật thì gọi là các chúng quỷ vương, tức là các chúng quỷ có cái oai lực. Thế thì từ lời Đức Phật dạy thì chúng ta muốn có được các cái việc phúc thiện, ví dụ gia đình mình mà gặp được việc thiện, thì ví dụ mình là người bố mẹ, mình sống hiếu thuận với gia đình, thế thì cái quỷ vương kia họ sẽ tác động khiến cho con mình có hiếu thuận với mình, khiến cho mình làm được nhiều việc hiếu thuận. Thì trong cái việc hiếu thuận này chính là nhân để sinh ra chúng ta có cái quả phúc. Đấy. Thế thì cái việc mà mình thờ các vị thần thì ở trong nhà Phật cũng đồng ý cho mình thờ, đó là thờ với cái tâm tôn trọng và kết duyên giữa mình và họ, để cho họ có thể giúp cho mình được rất là nhiều việc thiện. Thế chứ ở trong kinh của Đức Phật ấy, thì có cái bài kinh là người làm nữ dạ xoa, thì Đức Phật cũng dạy cho cô này, cái cô này là đi thờ cái vong linh quỷ thần kia và họ phù hộ cho rất nhiều, nhưng mà phù hộ phải thờ đúng pháp đó. Thế thì Đức Phật cũng dạy chúng ta thờ cúng nó đúng pháp, thờ thì các vị đó không phải là y cứ và tượng. Trên cái tượng ông thần tài ấy là do người Trung Quốc họ nghĩ ra, tức là họ tự tưởng tượng ra cái hình thù của ông thần tài, chứ không phải là ông thần tài có cái hình dáng như thế. Bởi vì tất cả các vị quỷ vương, nếu mình khởi tâm thiện thì sẽ tương ứng với cái việc đó, các vị quỷ vương đó phù hộ. Ví dụ khi chúng ta kinh doanh thì có các cái vị quỷ dụ vương, họ có cái liên quan tới cái việc kinh doanh. Cho nên Đức Phật có dạy trong kinh là thần núi, thần sông, thần ao, thần hồ. Đấy, có rất là nhiều các cái vị thần, đấy là vị quỷ thần ấy. Rồi các cái vị thần liên quan tới kinh doanh, các vị thần liên quan đến việc lọ việc kia. Rồi thì thường thường trong kinh doanh ấy, thì trong kinh Đức Phật dạy ấy, thì thường do chư thiên người ta hay có duyên hơn. Vì thế cho nên là Đức Phật có dạy là ở đâu mà được chư thiên hội trì thì ở đó có việc kinh doanh thành công lớn hơn. Đấy. Nhưng khi nào mới được chư thiên hội trì là cái người đó, một là trong tiền kiếp phải là người biết giữ đúng lời hứa, mang cúng dường cho sa môn hoặc cúng dường cho các vị có đạo đức. Đấy, sa môn là những người tu và những vị có đạo đức. Ví dụ như là những người này là những gọi là những thầy cô giáo niêm khiết và họ có tấm lòng cao cả đối với học sinh, họ dạy học sinh những điều tốt đẹp. Thế thì những người mà hứa là học sinh từ kiếp trước mà biết hứa, biết ơn, biết nghĩa. Đấy, rồi những người có hiếu thuận thì có một cái lời hứa nào đó để mà đền ơn, đáp nghĩa, thì cái người đó cũng có cái phước thiện lớn và những người đó cũng được chư thiên hội trì cho cái việc kinh doanh, rồi những cái việc phát triển kinh tế một cách tốt đẹp. Thế cho nên là theo lời Phật dạy thì việc kinh doanh là do chư thiên hộ trì, mà chư thiên thì lại lấy từ cái đức của người chủ nhân này để mà hộ trì. Cho nên cái việc thờ thần tài ấy thì đó là cái việc vẫn chưa phải là cái việc mang đến tài lộc cho mình đúng theo dòng nhân quả đâu, chưa phải đâu. Nếu là tâm mình mong muốn và mình theo một cái quan niệm của thế gian, tức là cái thần tài này, thì cô được nghe thế này là có một cái ông nào ấy ở Trung Quốc vào cái thời kỳ nào ấy, ông ấy giàu lên do ông ấy nhặt các đồ ở bãi rác và từ cái chỗ rác thải ấy, ông ấy
ông ấy khiến cho ông ấy kinh doanh, ông làm thế nào đó ông giàu, cho nên người ta tôn ông là ông thần tài, và vì thế cho nên người ta thờ ông dưới đất, vì ông là chuyên đi kiếm rác đấy. Ông giàu lên từ cái nguyên nhân của cái việc rác, thế cho nên thờ ông như thế. Thì đấy là một cái quan niệm. Còn ví dụ như là rất nhiều người giàu sau này, nhưng mà đây là do cái văn hóa của Trung Quốc để lại cho mình như vậy đấy. Giống như chúng ta cũng có văn hóa là thờ bà chúa kho đấy chẳng hạn, đấy cũng là chỉ là một nhân vật là xả tiền ra để nuôi quân mình để mà hình như chiến thắng cái trận đánh giặc nào đó thôi. Thế thì mọi người nghĩ là bái xả tiền như thế, cho nên bái trở thành bà chúa kho, chứ ai thờ sẽ được giàu. Nhưng thực chất thì thôi, mình biết ơn những người có công với đất nước, như thế mình cũng có phúc, nhưng không phải vì cũng như thế mà giàu được. Đấy, thế thì ở đây là mình đang thờ theo cái thờ của Trung Quốc, thờ một người nào đó ở Trung Quốc mà cho nó là ông thần tài, thì cái này nó là không đúng. Thế còn mình có thờ vị chư thiên chư thần ở bát hương thần linh nhà mình ấy, thì mình thỉnh hết cả chư thiên hộ trì đấy, chúng con là người kinh doanh đây, cho nên chúng con sẽ phát nguyện làm các việc thiện, hiếu thuận với cha mẹ, bố thí đến mọi người, cúng dường tam bảo, hộ trì tam bảo, hồi hướng phúc báo cho gia tiên tiền tổ. Chúng con cũng biết đường cúng dường tam bảo, hồi hướng phúc báo cho các vị chư thiên chư thần hộ trì, nguyện cho các vị tăng thêm phúc báo, tăng thêm oai lực, các vị sẽ được hạnh phúc hơn và các vị phù hộ cho con. Thì đấy là đúng với cái lời nguyện của chư thiên chư thần, là lũ quỷ vương chúng con nếu thấy ai làm việc thiện thì chúng con sẽ hộ cho họ để họ làm được nhiều việc thiện hơn. Thế thì vì mình làm được nhiều việc thiện hơn cho nên mình có phúc, mà mình muốn làm được việc thiện thì mình phải có kinh tế, có điều kiện, cho nên trong cái việc mà họ phù hộ cho mình làm việc thiện thì họ sẽ phù hộ cho mình phát triển những cái điều tốt lành. Thế thì đấy là quan điểm của đạo Phật, mà đã là Đức Phật dạy thì lời của Ngài là chuẩn nhân quả. Đấy, chuẩn nhân quả. Ngài nói làm thế này được thế này thì đúng là làm thế này được thế này. Đấy, chứ không có ai có thể vượt qua trí tuệ của Đức Phật được. Cho nên chúng ta thờ những cái là theo một cái quan điểm của những cái người chưa phải chứng đắc, mà họ chỉ thấy là cái ông này giàu thì thờ ông ấy thôi. Đấy, cũng có rất là nhiều những cái việc ở Trung Quốc người ta thờ, ví dụ như là thờ ông gọi là ông tướng quan công đấy, thờ quan công, thì vì là quan công ở bên đấy là họ có công với người Trung Quốc cơ, ở một cái thời nào đó thì người ta cũng nghĩ thờ ông quan công thì mình sẽ thăng quan tiến chức, sẽ là trở thành giỏi. Thế người Việt Nam mình cũng có một số người đi đi thờ quan công, cái đấy là không đúng đấy. Quan công không phải là một tướng giỏi của đất nước Việt Nam, chúng ta thờ như thế chưa phải đúng là biết ơn, không phải là biết ơn, mà chúng ta phải thờ vua Trần Nhân Tông mới là thờ biết ơn, phải không? Ví dụ thờ Bác Hồ mới gọi là biết ơn, thờ Trần Hưng Đạo chẳng hạn thì mới là biết ơn. Thế chứ không phải là thờ quan công mà là biết ơn, vì mình là người Việt Nam thì mình phải biết ơn những anh hùng mà giữ gìn đất nước của chúng ta, để cho chúng ta có được cái tầng lớp lớp lọ lớp kia từ ông cha để lại giữ gìn nền văn hóa dân tộc cho chúng ta. Đó. Thế thì đây là những cái quan niệm thờ nó không đúng sự thật là mang đến giàu có được. Trên ở đây thì Tâm Chiếu Hoàn Quán cũng khuyên bạn gửi câu hỏi và khuyên tất cả những ai mà nghĩ rằng là thờ thần tài sẽ được giàu có thì cái nghĩ đó là không đúng với sự thật nhân quả. Đấy, còn nếu đúng với sự thật nhân quả là chúng ta phải khởi các cái thiện tâm hướng về làm lợi ích, hướng về tâm biết ơn, và nếu là những người đệ tử Phật thì phải hướng về tam bảo, nơi mà sẽ giữ gìn được cái kiến thức nhân quả giúp cho mọi người giác ngộ, mọi người thực hành để được hạnh phúc. Chúng ta hướng về đó, chúng ta cúng dường, chúng ta hộ trì, mong muốn tam bảo còn mãi ở thế gian để cho Phật pháp được tuyên dương, khiến cho mọi người giác ngộ, mọi người giác ngộ về nguyên nhân của khổ, về cách giải quyết các khổ, giác ngộ về nguyên nhân của hạnh phúc để thực hành các cái điều mang tới hạnh phúc. Và đó chính là cách là biết cách tu tâm dưỡng tính của mình để cho mình có được hạnh phúc. Cho nên thờ thần tài không bằng thờ thần tâm. Thần tâm cùng tâm thần của mình nó thiện
nó sáng suốt thì mình sẽ được tất cả các vị chư thiên chư thần hộ trì cho mình, chứ không phải là chỉ có mỗi một ông thần tài hộ trì cho mình mà được. Mà ông thần tài nhiều, nhiều ông thần tài cô còn thấy gia đình thờ cắm quả thuốc lá lên cho ông thần tài. Thực ra ấy, nếu như mình thờ một vị nghiện thuốc, nhà mình chỉ có một ông chồng nghiện thuốc hay đứa con nghiện thuốc, mình làm khổ mình lắm rồi. Thế nếu mà ông thần ấy mà ông lại là một người nghiện thuốc, thì đương nhiên nghiện thuốc thì phải chơi với người nghiện thuốc, nghiện thuốc thì phải thích người khác nghiện thuốc. Thế thì mà lại về lại làm cho cả gia đình nhà mình nghiện thì mình chết, thì mình không thấy hạnh phúc ở đâu ra đâu, đúng không? Thế cho nên là cái quan điểm đó là quan điểm sai. Tuy rằng nó cũng được xuất phát từ cái tâm là mong cầu cho mình giàu có, mong cầu cho mình kinh doanh phát đạt, mong cầu cho mình hạnh phúc. Nhưng mình mong cầu và các cái việc làm không đáp ứng với cái mong cầu đó thì mình không thể có được cái điều mong cầu thành sự thật. Ví dụ mình mong cầu cho mình mạnh khỏe, thế nhưng mà mình lại uống rượu vào nhiều, nghiện rượu thì mình sẽ bị bệnh gan, bị bệnh dạ dày. Cho nên là cái mong cầu nó phải tương ứng với các việc làm để đáp ứng với cái mong cầu đó được trở thành hiện thực, thì mới gọi là tâm ý và việc làm phù hợp với nhau. Ví dụ tâm của mình muốn giàu có, ý của mình phải suy nghĩ theo lời Phật dạy, việc làm của mình phải làm theo cái ý suy nghĩ đó, thì mình mới được kết quả là giàu có hạnh phúc. Cho nên cô khuyên bạn nên thực hành đúng là phải giác ngộ, phải thờ cái tâm giác ngộ của mình, phải làm cho tâm giác ngộ của mình nó lớn lên bằng cách tu học Phật Pháp, và là thờ cái tâm của mình, thờ những cái tâm thiện, luôn luôn thờ, tôn thờ cái tâm thiện của mình, luôn luôn tôn thờ các cái tâm giác ngộ của mình, thì mình sẽ được hạnh phúc. Vâng ạ, con xin cảm ơn cô vì những lời chia sẻ vừa rồi. Và cũng như là cô vừa mới nói đây ạ, thờ thần tài không bằng thờ thần tâm. Và việc thờ thần tài như thế nào không bằng việc là tâm của chúng ta phải thờ tôn trọng và đúng pháp ra sao, đúng không ạ? Và con tin chắc rằng là với những chia sẻ vừa rồi của cô thì bạn khán giả cũng như là các bạn đang xem chương trình ngày hôm nay sẽ có cho mình những kiến thức tâm linh đúng đắn và có chiều sâu hơn để có thể gặt hái được thật nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.